Vâng, xin kính chào quý chị và các bạn đang xem clip của em nhé. Thì mới nhất trong buổi trưa ngày hôm nay thì em tiếp tục trân trọng giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái mẫu xe. Một cái mẫu xe rất là tiết kiệm luôn anh em. Và sau đây em sẽ test một đoạn đường cho anh chị và các bạn cảm nhận được một cái dòng xe rất là tiết kiệm dầu luôn. Đấy. Chiếc này là máy êm, gầm chắc, khuôn số nhẹ nhàng, điều hòa mát rét mà nó rất là tiết kiệm dầu các bạn nhá. Đấy. Một cái dòng xe rất là phổ thông thôi. Từ những cái năm 1993 các bác nhá, máy dầu, máy Daewoo. Đấy. Thì em sẽ đi vào một cái đoạn trống để em quay chi tiết cho chị và các bạn xem cái mẫu xe rất là phổ thông và tiết kiệm dầu. Anh chị và bạn mua về đi công trường công trình cũng được, giá rất hợp lý thôi, có mấy chục triệu thôi các bạn, rất là rẻ, rẻ rất là rẻ luôn. Vào chỗ trống thì để quay chi tiết cho chị và các bạn xem. Trước màn hình nhỏ anh chị và các bạn, đây là một chiếc Daewoo Mekong các bạn nhé. Được sản xuất năm 1993, giá chỉ có hơn 50 triệu một tí thôi. Thì xe này đã được trang bị lên bộ mâm đúc các bạn nhé. Một cái màu sơn rất là nhã nhặn và đẹp. Xe này thì hiện tại thì nó có 5 ghế ngồi. Đấy. Giá rất hợp lý. Sơn thì bên em vừa mới cho làm sơn tổng thành sơn, thì một số chỗ nó vẫn bị thiếu thiếu đèn, thì anh chị và các bạn mua xe về thì các bác thay đèn hoặc là em thay cho các bác cũng được. Đấy, vì những cái đồ đoàn này thì bên em tìm nó rất là dễ thôi, rất là phổ thông thôi. Một chiếc Mekong được sản xuất năm 1993, máy Daewoo hai cầu quá nhá, máy dầu rất là tiết kiệm luôn. Chiếc này thì nó không có liên hạn sử dụng các bạn. Đấy, nó không có liên hạn nha các bạn nhé. Xe thì rất là vuông vắn và đẹp các bạn nhé. Một số cửa em mới đi rửa xe xong thì đôi khi là người ta đóng cửa nó chưa được chặt. Đấy. Đây, xe thì rất là vuông vắn nha các bạn nhé. Đấy, một cái màu sơn rất là nhã nhặn. Xe được trang bị chiếc này chính xác ra của nó là nó được trang bị đến 7 ghế ngồi. Nhưng mà không hiểu lý do tại vì sao mà nó lại bây giờ hiện tại nó chỉ có 5 ghế thôi các bác nhá. Đấy, một cái dòng Daewoo, máy Daewoo Mekong các bác nhá. Một cái dòng xe rất là phổ thông thôi. Anh chị và các bạn mà mua về cho anh em thợ thuyền, thợ xây hoặc thợ mộc. Đấy. Nhôm kính hoặc là hàn xì về đi cái mẫu xe Daewoo Mekong thì rất hợp lý các bác nhá. Nó rất tiết kiệm dầu luôn. Dầu rất là tiết kiệm, cái dòng này nó chỉ tầm 6 đến 7 lít dầu trên 100 km thôi các bác nhá. Sơn thì bên em vừa sơn cả xe xong, sơn tổng thành con xe này. Đấy, mất hơn 10 triệu đồng về tiền sơn. Thì với cái mẫu xe Daewoo, xe Mekong này thì hiện tại bên em đang chào bán chỉ trên giá chỉ trên 50 triệu thôi.
Xe được trang bị một bộ mâm đúc này các bác này. Đấy, đây là vẫn là hoạt động cầu trước các bác này. Đấy, xe hai cầu mà các bác nhé. Và đây, đây nó là mâm đúc quả lốp đằng sau các bác nhé. Đấy, cũng là có cầu nhé các bác nhé. Thì sau đây em phòng hoàn nội thất bên trong cho chị và các bạn xem. Thì cái điều đầu tiên đấy thì em thấy phát hiện ra đầu tiên đấy là cái gương của cái chiếc này nó là vẫn là gương xịn mới. Gương xịn theo nhà sản xuất các bác nhé. Một chiếc Mekong mà gương vẫn còn xịn các bạn. Rất là xịn luôn. Xe thì trang bị rất là bình thường. Đấy. Rất bình thường thôi, không có gì gọi là ghê gớm cả các bạn. Trần thì vẫn là trần da ấy. Trần vẫn là trần da này. Đấy. Xe thì bên em đã dọn sạch rồi. Đấy. Ghế thì đã bộ toàn bộ ghế mới thôi nhá. Ghế mới, bọc ghế mới rồi. Các bác nhá. Đây. Toàn bộ là vẫn là kính điện thôi nhá. Đã được lên kính điện rồi. Xe này thì nó không có cái gì ghê gớm lắm cả, nó rất là bình thường, nó rất là phổ thông thôi các bác nhá. Rất là phổ thông. Đấy, không có gì ghê gớm cả. Nó là dòng xe rất là phổ thông, nó là lồi đồng quê đá luôn các bác nhé. Rất là lồi đồng quê đá luôn. Đây, xe đã được bọc sàn hết rồi các bác nhé. Bọc sàn rồi các bác này. Đấy. Bọc sàn rồi. Đây. Các bác nhé. Đấy. Đây. Form dáng của nó là cũng rất là ok các bác nhé. Đấy. Form dáng này rất là ok luôn. Đấy. Và cái đèn đằng sau của nó các bác này, cũ theo thời gian thôi nhé. Có cái đèn hai đèn sau này rất là còn rất là mới các bác nhé. Đấy. Và đây bật quả lốp sơ cua dự phòng các bác nhé. Một chiếc Mekong máy Daewoo các bác nhé. Hiện tại thì bây giờ đằng sau này nó có một cái khoang hành lý rất là rộng. Đấy. Xe thì đã được trang bị hiện tại trang bị 5 ghế ngồi thôi và có một khoang hành lý rất là rộng nha các bác nhé. Nếu anh chị và các bạn mua về là chúng ta có một cái chỗ để hành lý, chúng ta chở đồ đoàn, thợ xây thợ mộc các bác nhé. Đây là quả đèn đằng sau các bác này. Một chiếc Mekong Daewoo các bác nhé. Đấy. Xe này rất là rắn xe. Ghế thì cái da mới được bọc xong lên một cái màu rất là nhã nhặn, rất là đẹp thôi nhá. Giá chỉ hơn 50 triệu một chút thôi các bạn. Đấy. Một cái dòng xe rất phổ thông nhá các bạn nhá. Hai cầu đây. Đấy, hai cầu máy dầu rất là tiết kiệm dầu luôn. Cực kỳ tiết kiệm dầu các bạn. Đấy, nên là chị và các bạn mua về thì chúng ta và cái gương này nó vẫn là gương xịn nha các bạn nhé. Đấy. Đấy. Form dáng này rất là vuông vắn thôi, cực kỳ vuông vắn thôi nhé. Đấy. Thì cái đèn bên này thì nó vẫn là còn ok. Đấy, đèn là đèn vẫn đèn kính xịn theo xe các bác nhé. Đèn vẫn là kính xịn. Xịn theo xe này. Đấy, bằng kính nha các bác nhé. Bằng kính nha các bác. Đấy, còn cái ốp đèn này đang bị hỏng thì bác nào mua về bác ấy sửa đi ốp được, hoặc là em sửa ốp cho các bác cũng được, không sao cả các bác nhé. Đấy, nó rất là đấy rồi. Còn hai cái đèn này thì em chưa nắp này các bác này. Đấy, hai cái đèn này chưa nắp này. Đấy, chưa nắp hai hố đèn này. Đấy. Anh chị mà muốn xem xe trực tiếp cái mẫu xe Mekong được sản xuất năm 1993 này thì đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương, hoặc là liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại là 0975 567089, thì để được tư vấn trực tiếp cái mẫu xe Mekong này các bác nhé. Thì với cái giá hiện tại bên em đang chào bán là 59 triệu đồng
là trong đấy là đã có phí bao vận chuyển cho chị và các bạn trên toàn quốc nhé. Một chiếc Mekong được sản xuất năm 1993, máy Daewoo, máy dầu hai cầu. Và cái chiếc xe này thì em đã được sơn toàn bộ xe các bạn nhé. Đấy, nên anh chị và các bạn mà muốn xem xe trực tiếp để cảm nhận cái mẫu Mekong này mà mua về cho anh em thợ thuyền đi làm thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và sau đây em sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video lần sau. Vâng, em chào các bác nhé.